Vợ liều mình đánh đu trên nóc capo để đánh ghen, chồng vẫn tiếp tục cho xe chạy. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liều mình đánh đu trên nóc capo xe ô tô đánh ghen, nghi do phát hiện chồng chở bồ nhí bên trong xe gây xôn xao khắp mạng xã hội. Đoạn clip được những người đi đường chứng kiến và ghi lại. Theo đó, trong đoạn clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng dài màu xanh, đeo khẩu trang đang ngồi trên nóc capo xe ô tô, cầm một đồ vật, liên tục đập vào cửa kính, la hét. Một người phụ nữ khác đang đánh đu trên chiếc gương xe. Tuy nhiên, người đàn ông được cho là chồng vẫn nhấn ga cho chiếc xe di chuyển. Đi được một đoạn, chiếc ô tô mới dừng lại. Hai người phụ nữ vẫn không ngừng la hét. Một người phụ nữ nói, thả con kia xuống xe ngay. Trong khi đó, những người đi xe máy chứng kiến sự việc đều dừng lại bên đường xem. Nhiều người đã dừng lại trước đầu xe ô tô, không cho xe này tiếp tục di chuyển. Người phụ nữ mặc áo chống nắng màu xanh không ngừng la hét trên nóc capo, còn ông chồng thì vẫn cố thủ trong xe không ra. Sau khi thành công sáp lá cả, chị vợ đã lôi hẳn tiểu tam ra ngoài xe để chất vấn. Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Dù chưa hiểu đầu đuôi sự việc ra sao nhưng nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động của người chồng. Bất chấp sự nguy hiểm của vợ đang ngồi trên nóc capo mà nhấn ga cho xe di chuyển. Vợ đang ngồi trên nóc capo mà chồng vẫn nhẫn tâm cho xe di chuyển được. Nhìn mà thương chị vợ quá. Nếu hết tình cảm thì ly dị cho đỡ khổ chứ đánh ghen như này nguy hiểm quá. Khi phụ nữ ghen thì hành động gì cũng có thể làm được. Nhưng đánh ghen như vậy cũng không giải quyết được sự việc mà lại nguy hiểm cho bản thân. Chụp mấy cái ảnh làm chứng về nhà giải quyết với chồng là xong, một số bình luận của cộng đồng mạng. Thế nhưng đây không phải là chuyện hy hữu. Trước đó, trên mạng xã hội cũng từng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đánh ghen giằng co, tranh cãi trên đường phố khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại tại khu vực đường Tố Hữu, Hà Nội chiều ngày 21 tháng 9 năm 2020. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ bỏ chiếc xe tay ga đổ nghiêng ngoài đường sau đó lao đến chặn một chiếc xe bán tải màu trắng, vừa bám bên ngoài cửa xe. Người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm liên tục quát lớn xuống xe. Sau đó, cố gắng kéo cửa, đu lên ô tô và dùng điện thoại quay lại clip tiếp tục nói xuống xe cho tao. Ban đầu một số người đi đường chứng kiến sự việc cho rằng đây có thể là một vụ va chạm giao thông nên người phụ nữ yêu cầu chủ phương tiện xuống giải quyết. Tuy nhiên, sự việc thật sự sau đó đã khiến nhiều người bất ngờ. Người đàn ông lái chiếc bán tải sau đó đã mở cửa, xuống xe tiến về phía người phụ nữ lôi ra. Thấy mọi người vây xem, người phụ nữ mới phân bua. Đây là chồng cháu, trên xe là con bồ của nó. Sau đó, người phụ nữ còn đọc cả tên tuổi của người ngồi trên xe được cho là nhân tình của chồng. Sau một hồi giằng co dù mở được cửa xe nhưng người vợ vẫn bị chồng cản lại. Sự việc thu hút đám đông hiếu kỳ đứng xem. Một số người thậm chí còn giữ cửa chiếc bán tải, ngăn không cho cô bồ chạy thoát. Tuy nhiên, tranh thủ lúc này, người phụ nữ ngồi trên ô tô vội vàng xách guốc xuống xe, sau đó chạy chân không khỏi hiện trường. Người vợ đang muốn đuổi theo giữ lại nhưng đã bị anh chồng cầm tay ngăn cản. Lúc sau thấy vợ còn bức xúc, người chồng nổi nóng văng tục chửi bới cho rằng vợ làm trò mèo. Thấy người chồng tỏ thái độ với vợ, không ít người tiến lại dằn mặt bênh vực. Thấy vậy, người chồng mới im lặng bỏ ra xe ô tô. Đánh ghen có lẽ là đề tài muôn thuở tại Việt Nam. Đặc biệt, khi phát hiện chồng hoặc vợ gian díu với người khác thì lúc ấy chẳng cần nể nang luật pháp, sĩ diện, cứ thế lao vào nhau để giải quyết một mất một còn. Bên cạnh nhiều ý kiến bênh vực, một bộ phận cho rằng không nên cổ suý bạo lực trong hôn nhân. Nếu hai bên cảm thấy không đủ tin tưởng để sống cùng nhau thì nên chọn cách chia tay. Đừng biến câu chuyện riêng tư để dư luận bàn tán, nhất là thời điểm công nghệ bùng nổ như hiện nay. Nếu clip được lan truyền thì danh dự và cuộc sống đôi bên đều bị ảnh hưởng ít nhiều.